Bầu Đức có mặt tại Tokyo, nổ siêu bom tấn chi núi tiền mời huấn luyện viên Takashi Sekizuka dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, hôm nay ngày 17 tháng 2, Bầu Đức đã có mặt tại Tokyo, chi tiền tấn để mời huấn luyện viên Takashi Sekizuka dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. VFF ủng hộ quyết định này 100%. Hôm nay ngày 17 tháng 2, truyền thông Nhật Bản đã đồng loạt đăng tải thông tin Bầu Đức đích thân sang Tokyo tự bỏ tiền túi để mời băng được huấn luyện viên Takashi Sekizuka dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thay cho huấn luyện viên Philippe Josier. Thông tin này ngay lập tức tạo nên một làn sóng chấn động khắp Đông Nam Á. Thông tin về việc chủ tịch câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sang Nhật Bản mời huấn luyện viên Takashi Sekizuka kết hợp với bóng đá Việt Nam đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Theo đó, hôm nay 17 tháng 2 Tờ Sponichi, một tờ báo nổi tiếng về thể thao của Nhật Bản, đã bất ngờ đưa ra thông tin về thương vụ hợp đồng trị giá nghìn tỷ giữa huấn luyện viên Takashi Sekizuka với đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tờ Sponichi của Nhật Bản cho biết huấn luyện viên Takashi Sekizuka đã xác nhận sẽ có cuộc đàm phán với Bầu Đức và một số quan chức VFF về việc ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam vào thứ hai tuần sau, ngày 19 tháng 2. Chia sẻ trước cuộc gặp, Bầu Đức bày tỏ bóng đá Việt Nam đang trải qua thời kỳ khó khăn với hàng loạt thất bại của đội tuyển trong thời gian qua, khiến ông cảm thấy rất đau lòng. Vòng loại thứ hai World Cup 2026 đang đến rất gần. Bầu Đức và VFF không còn nhiều thời gian nên cần phải nhanh chóng tìm kiếm một huấn luyện viên phù hợp. Huấn luyện viên Philippe Chosier không đủ trình độ để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo ý kiến của Bầu Đức, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cần học hỏi từ KFA vì bóng đá Việt Nam đã thực sự vươn lên một tầm cao mới, tiệm cận và vượt trội so với Hàn Quốc, nhưng kết quả gần đây lại quá thất vọng. Huấn luyện viên Chelsea bị đánh giá yếu về chiến thuật, thay người không hiệu quả, thua 8 trong 12 trận đá, giải nào cũng thua, phạm lỗi penalty, thẻ đỏ không đếm xuể, cầm bóng tấn công nhưng không ghi được bàn nào. Điều này cho thấy bóng đá Việt Nam cần một sự thay đổi lớn và bầu Đức cùng VFF đang quyết tâm làm theo mô hình của Hàn Quốc để không phải chạy theo Brunei, Campuchia, Lào, Đông Timor và để không thua kém Indonesia hay Lào ở SEA Games là một hồi chuông cảnh báo rõ ràng. Một lần nữa, bầu Đức nhấn mạnh vì tương lai của các cầu thủ và đội tuyển quốc gia cần phải thay đổi huấn luyện viên Philippe Josier Càng nghĩ về những thất bại của đội tuyển trong thời gian qua, bầu Đức càng thêm động lực để mời bằng được huấn luyện viên Takashi Sekizuka sang Việt Nam dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam nhằm cứu vãn tình hình cho cầu thủ Việt Nam và nền bóng đá nước nhà. Bây giờ bầu Đức cùng một số quan chức VFF và ông Takashi chuẩn bị có cuộc gặp gỡ trực tiếp và đàm phán về hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Đây là một tin tức vô cùng tốt đẹp về nhiều mặt, không chỉ riêng về bóng đá cá nhân bầu Đức luôn mong mỏi những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ông Takashi Sekizuka và bóng đá Việt Nam. Hy vọng chuyến sang Nhật Bản lần này của ông thành công tốt đẹp. Bầu Đức là một người có tâm, đã đổi nhiều thời gian và của cải cho nền bóng đá nước nhà. Lời chia sẻ của Bầu Đức chính là nỗi lòng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam hiện tại. Huấn luyện viên Philippe Troussier gây thất vọng khi không thể giúp các đội tuyển tiến bộ, mà ngược lại còn đang tạo ra một cuộc khủng hoảng ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Với thành tích thi đấu khá biệt bát, huấn luyện viên Takashi Sekizuka cho biết ông cũng tìm hiểu và cập nhật những xu hướng mới nhất của bóng đá châu Á, nhất là nước Nhật để có thể nâng tầm bóng đá Việt Nam. Nếu thương vụ ký kết hợp đồng với bầu Đức thành công, nhà cầm quân 63 tuổi cũng rất quan tâm tới tình hình bóng đá của Việt Nam ở cấp độ đội tuyển và Village nhiều tờ báo lớn ở Nhật Bản như Jomiuri và Japan Today đưa tin rằng rất có thể bầu Đức sẽ đạt được thỏa thuận với huấn luyện viên Takashi Sekizuka ngay trong cuộc gặp này. VFF sẽ sa thải huấn luyện viên Philippe Chosier ngay trong tháng 2 và ông Takashi sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu các trận còn lại tại chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2026 với khát vọng giành vé tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh ở Bắc Mỹ. Thông tin này khiến hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam cảm thấy vui mừng vì đội tuyển quốc gia Việt Nam sắp được cứu vớt. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Japan Times của Nhật Bản, huấn luyện viên Takashi Sekizuka tiết lộ rằng ông rất cảm ơn Bầu Đức về lời mời này và trân trọng sự tín nhiệm đến từ VFF, cũng như sự hỗ trợ tận tâm và niềm tin vào khả năng của mình dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23. Cả ông và Bầu Đức cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đều phải suy nghĩ thấu đáo để xem lựa chọn nào thích hợp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ông nghĩ rằng điều quan trọng trong việc gắn bó là xác định hướng đi của bóng đá Việt Nam và nếu ông ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam thì liệu có mang lại lợi ích hay không? Ông có cần phải đổi mới không? Ông sẽ xem xét nhiều yếu tố, liệu họ có định hướng triết lý phù hợp với mình không? Mục tiêu mà cá nhân ông đặt ra khi tiếp cận cương vị này sẽ không dừng lại ở việc vực dậy đội tuyển Việt Nam sau chuỗi ngày đổ nát dưới thời ông Philippe Troussier mà là làm thế nào để giúp bóng đá Việt Nam nâng tầm vị thế trên bảng xếp hạng của bóng đá thế giới. Trước thêm cuộc gặp, Bầu Đức cùng các quan chức VFF và ông Takashi đều khá lạc quan, đôi bên có vẻ đều hướng tới việc ký hợp đồng. Bầu Đức sẽ lắng nghe quan điểm của ông Takashi và đại diện về các vấn đề liên quan tới bóng đá Việt Nam. Đôi bên sẽ bàn bạc tìm tiếng nói chung trước khi có quyết định. Bên cạnh vấn đề cụ thể của đội tuyển, Bầu Đức và ông Takashi sẽ có trao đổi về chiến lược của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới trẻ hóa đội tuyển nâng cao chất lượng đào tạo trẻ là hai vấn đề được quan tâm bầu đức đang tìm kiếm một phiên dịch tiếng nhật với hai yêu cầu là có khả năng giao tiếp lưu loát và đam mê am hiểu bóng đá đây có thể coi là tín hiệu ngầm về việc ông chủ hoàng anh gia lai theo đuổi huấn luyện viên takashi sekizuka thông tin được tờ báo nhật bản đưa ra nhiều khả năng trở thành sự thật bởi đây là một trong những nguồn tin bóng đá uy tín nhất về thể thao tại xứ sở hoa anh đào Hiện tại, phía huấn luyện viên Takashi và người đại diện chưa để lộ bất cứ thông tin chi tiết nào về việc ký hợp đồng dẫn dắt đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Nhưng những thông tin từ tờ Sponichi là rất thuyết phục khi được đối chiếu với mong muốn được đến Việt Nam làm việc của huấn luyện viên người Nhật. Một thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn, đó là theo báo chí Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo đang là một trong những ứng cử viên có thể thay thế ông Jan Kozak trong vai trò thuyền trưởng đội tuyển Nhật Bản do chiến lược gia người đức khẳng định sẽ không nộp đơn từ chức nên kfa cân nhắc phương án chấm dứt hợp đồng theo báo chí hàn quốc các thành viên kfa đã đạt được đồng thuận rằng cần sớm thay thế huấn luyện viên trường chủ tịch kfa ông kim pangon phát biểu rằng huấn luyện viên jan kojak đã không đáp ứng được kỳ vọng của họ trong công tác quản lý trận đấu quản lý cầu thủ và thái độ làm việc ông không thể giúp đội tuyển hàn quốc nâng cao trình độ và năng lực cạnh tranh Hàn Quốc xem xét sa thải huấn luyện viên Kozak, chấp nhận đền bù hợp đồng với số tiền là 10 tỷ won, tương đương khoảng 183 tỷ đồng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang là ứng viên đáng chú ý. Theo Đông A, ông Park là gương mặt phù hợp nếu KFA muốn tìm một chiến lược gia tạm quyền dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc trong hai trận đấu gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới. Truyền thông Hàn Quốc đặt vấn đề huấn luyện viên Park Hang-seo hiện đang nghỉ ngơi. Nếu bổ nhiệm ông vào ghế tạm quyền, đó cũng là phương án đáng cân nhắc bởi Hàn Quốc sẽ đối đầu Thái Lan ở hai trận tới mà huấn luyện viên Park Hang-seo thì rất hiểu bóng đá Thái Lan. Ông Park Hang-seo có 20 năm lăn lộn trong làng bóng đá Hàn Quốc trên cương vị huấn luyện viên trường, từng dẫn dắt một số đội bóng Hàn Quốc hay có thời gian làm trợ lý cho huấn luyện viên Gus Hiddink, góp phần lớn giúp đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002. Ông cũng có khoảng thời gian huấn luyện Olympic Hàn Quốc tại ASEAN 2002, sau đó rời chức vụ do không thể giúp đội bóng xứ Kim Chi lên ngôi vô địch. Chúng tôi rất tự hào về đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park vì những thành tích cụ thể. Người Hàn Quốc rất đau khi tuyển Hàn Quốc thua Jordani, mà Jordani chính là bại tướng của Việt Nam ở Asian Cup năm 2019, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên Hàn Quốc là ông Park. Thật tình, Hàn Quốc dù có nhiều sao nhưng lối chơi rời rạc phối hợp rất kém, xuống cánh còn dở hơn Việt Nam thời ông Park. Thất bại của Hàn Quốc là điều dễ hiểu. Huấn luyện viên như người đầu bếp biết chọn lựa, chế biến từ những nguyên liệu có sẵn thành món ăn ngon. Việc lựa chọn hơn 20 từ hàng nghìn cầu thủ có sẵn, huấn luyện thể lực, chiến thuật do huấn luyện viên quyết định thì sao mà đổ lỗi? Tại sao những cầu thủ cũ còn phong độ lại không sử dụng? Những cầu thủ thấp bé nhẹ cân ông lựa chọn, lối đá đòi hỏi cường độ cao, tốn sức và chiến thuật đối thủ nào cũng vậy. Trở lại với ông Park Hang-seo, biết mình biết ta, liệu cơm gắp mắm để có chiến thuật từng trận, từng thời điểm. Tóm lại là huấn luyện viên Philippe Troussier là một huấn luyện viên bảo thủ, ngạo mạn, không thừa nhận trách nhiệm và đổ lỗi. Việc rơi khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA sẽ khiến đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi khi bốc thăm chia bảng ở vòng loại World Cup hay Asian Cup. Đội tuyển Việt Nam đã rơi khỏi top 100 trên bảng xếp hạng FIFA lần đầu tiên sau hơn 5 năm. Cụ thể ba trận toàn thua tại Asian Cup 2023 khiến đội tuyển bị trừ 41 điểm, chỉ còn 1.119,4 điểm, hiện đứng vị trí 105 thế giới. Việt Nam cũng là đội bị trừ nhiều điểm nhất sau Asian Cup. Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2018, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội có vị trí nằm ngoài top 100 của FIFA. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam chính thức lọt vào top 100 vào cuối năm 2018 để rồi duy trì vị trí này trong 63 tháng liên tục tính đến tháng 1 năm 2024. Các học trò của huấn luyện viên Châu Xìa vẫn đứng hạng 94, song thất bại toàn diện tại Asian Cup đã đẩy đội tuyển Việt Nam tụt tới 11 bậc. Hiện tại ở Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã mất vị trí dẫn đầu vào tay Thái Lan, còn tại châu Á, thứ hạng của đội là 19. Việc tụt hạng trên bảng xếp hạng FIFA phần nào ảnh hưởng đến tương lai của đội tuyển Việt Nam, bởi đây là căn cứ để phân loại nhóm hạt giống tại các giải đấu quan trọng như Asian Cup hay vòng loại World Cup. Nếu có thứ hạng tốt, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống cao, nhờ vậy tránh phải đương đầu với những đối thủ mạnh. Ngược lại, việc nằm ở nhóm hạt giống thấp sẽ khiến các cầu thủ dễ rơi vào bảng đấu khó khăn. Ví dụ, ở lễ bốc thăm vòng loại thứ hai World Cup 2026, việc đứng hạng 95 FIFA, hạng 15 châu Á đã giúp đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2, nhờ vậy nằm ở bảng đấu vừa sức với Iraq, Indonesia và Philippines. Việc nằm ở nhóm 2 giúp thầy cho ông Chosier tránh được rất nhiều đối thủ mạnh cùng nhóm như Trung Quốc, Uzbekistan, Jordani, Syria hay Bahrain ở vòng loại thứ hai. Trong trường hợp lọt vào vòng loại thứ ba mà vẫn không cải thiện được đáng kể thứ hạng, đội tuyển Việt Nam dễ rơi vào nhóm hạt giống cuối cùng, do đó phải gặp những đối thủ rất mạnh. Mục tiêu World Cup cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn like nếu quý vị thấy nội dung này hữu ích hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận để chúng tôi biết và phục vụ tốt hơn hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo chúc quý vị năm mới an khang thịnh vượng